Hello anh em, sau đây em đã trở lại với Siro Win, Siro của thằng Kinbi. Rất vui vì được gặp nhau trong clip thì hiện tại mình đang có mặt tại game Winbi Bloodline, một cái tựa game khá là quen thuộc với anh em thôi. Thì hiện tại như anh em biết thì mình vẫn đang cố gắng chinh phục những cái phó bản mới và những cái nhiệm vụ mới nha, trong cái thời gian mà hiện tại bản test nó còn. Và nói chung thì bản test cũng đã sắp kết thúc rồi, nên mình chắc là mình sẽ quay được thêm vài clip nữa rồi chúng ta sẽ chấm dứt cái series này nha. Series này mình cũng đang quay một series dài tập khá là dài về cái game này, thì hiện tại cũng đã đạt hơn đến phần 30 mấy rồi. Mong là anh em sẽ tiếp tục ủng hộ những phần còn lại và khi nào bản chính thức ra thì chúng ta sẽ cùng nhau tham gia và chơi nha. Rồi, ok. Chúc em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like, chưa subscribe thì nhớ ấn vào subscribe đăng ký để ủng hộ mình nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình, đó chính là chinh phục phó bản map vùng mốc thứ 9. Hiện tại là 94 rồi. Mình sẽ tiếp tục sử dụng hai ân tướng ưa chuộng nhất của mình hiện tại, đó chính là N, L và A nha. Cái gì đây? Một thông báo của Garena anh em à. Ngon lành cành đào. Thì nói chung là hai tướng hiện tại của mình là A và NL thì là hai tướng SSR khá là mạnh, cho nên mình đang tập trung chơi nó thôi. Còn Crocodile thì em biết rồi đó, mình số mình chắc là không có được nó rồi. Chiêu mộ gần cả trăm vé luôn, chắc cũng không có nữa, đen thật sự. Nice, wow, vẫn là skill quen thuộc ấy, có cái ông hồi máu kìa anh em, nhưng mà chúng ta cần phải đánh ổng trước. Ok. Thanh niên bị giật điện khá là buồn. Nice. Thanh niên kia làm gì ấy? Đứng bắn bắn như vị thần vậy em. Đứng bắn bắn như vị thần vậy em. Rồi, vùng thứ hai. Ui, né skill liền anh em. Dễ gì mà trúng được mình. Ui, đám đánh mình ngã luôn à. Hơi liều đấy bò. Ở kia có ăn cái gì vậy anh em? Ăn này vô chắc là hồi máu các thứ, khá là ngon. Được à? Không thế à? Ăn rồng điện đi em. Ăn rồng điện đi em. Ăn rồng điện đi em. Ăn thì kêu múa cột đi em. Ui điện nó lan kìa. Ui điện nó lan kìa. Nhìn nó lan mà thấy mà thương. Cà phê cho mình đi với NL thì rất là khỏe luôn em. Hiện tại ở cái map này thì vẫn đang rất là dễ, cho nên mình đi rất là dễ dàng. Rồi chúng ta đến tiếp theo nha, hiện tại mới là 94 thôi. Như vậy là chúng ta được 3 sao nè. Được không được đồng xu vàng nha, buồn nha. Có đồng xu vàng quay chơi. Thì hiện tại là map 94 thôi, và điều kiện chúng ta đánh xong cái nhiệm vụ này là 97 lần, cho nên là chúng ta cũng còn 3 lần đi nữa. Rồi, bây giờ ui có theo có vé vàng nè. Bây giờ là 95 nha anh em, 95, 96 và 97, 3 map nữa. Chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ, sau đó chúng ta sẽ tiếp nối với phó bản tiếp theo, những cái con boss. Ok. Thì hiện tại mình đang ở The Room mà không biết đã chưa bộ nó chopper chưa nữa. Hình như là vẫn chưa thì phải. Chắc là chưa đâu anh em. Đánh xong cái này chắc là đánh tiếp thì mới chưa bộ được chopper. Chopper sẽ gia nhập vào băng mũ Room. Và thành viên thứ tư hay thứ năm ta. Hình như là chúng ta có Luffy nè, Senji, Yoro, Nami, đúng là 4 người thành viên thứ năm hả ta? Chopper thành viên thứ năm hả ta? Giờ mới biết luôn ấy. Còn ai nữa không ta? Còn ai chưa tính không ta? Đánh cái ông này nè, ông này ông hồi máu ghê lắm nha. Giết ổng chưa? Để đêm dài lắm mộng. Đêm dài lắm mộng nè, thanh niên bị giật. Trời, thanh niên bị giật điện cho tới chết luôn. 5 giây, 4 giây, 3 giây. Rồi, có tự kêu rồng điện là có thể chơi tụi này rồi anh em. Chu choa đông thế. Chu choa đông thế. Ui nè 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 nè. Né skill liền anh em. Một combo chết hết luôn cho rồi đi. Đấy, nhanh gọn lẹ lấy 3 sao cho nó sướng. Quên rồi đó hả? Ủa, còn một thanh niên nè. Thanh niên này cũng cũ cho anh em, cũng không có gì là mới, nói chung là mấy cái map thì cũng khá là cũ. Lúc mới vô game ấy, mình cảm nhận game này thì lúc mà anh em mới vừa vào game chơi từ một thời gian đầu anh em thấy rất là phê. Nhưng mà càng ngày càng về sau những game map nó cũng khá là cũ và khá là quen thuộc rồi. Cho nên nó cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Nó sẽ dần, anh em sẽ dần quen với mấy cái map. Và nói chung thì anh em sẽ cảm thấy nó không còn xa lạ nữa và anh em bắt đầu chán dần nha. Mình cảm nhận là chắc chắn là như vậy.
Không biết là bản chính thức sẽ như thế nào đây, chứ bản test này là mình thấy cũng bình thường, cũng không có gì gọi là đặc sắc nha anh em. Theo mình thấy thì như vậy, cũng không có gì gọi là đặc sắc lắm. Rồi, dàn skill rồi các kiểu thì nói chung là game cũng rất là phê. Tuy nhiên thì mong là bản chính thức sẽ ra thêm nhiều tướng nữa, nhiều tướng SSR, nhiều tướng SR, rồi nhiều tướng R, tức là cái dàn tướng phong phú hơn, nhiều hơn nữa để cho anh em lựa chọn được nhiều hơn. Mà nói chung thì nếu mà nhiều tướng thì anh em cũng cày mệt đấy. Như kiểu đem dồn để tăng cho một con này, cái ít bữa lại ra thêm một con mới, anh em không biết nguyên liệu đâu ra để anh em nâng cho nó được thì cũng hơi mệt. Bởi vì game này cũng hay lâu dài một xíu nha anh em, chứ anh em không được vội vàng. Chung là khi mà bản chính thức ra anh em không nên vội vàng, không nên thấy con này ở đẹp quá, mạnh quá, dồn đam vô chơi nó như cái kết. Rồi ngày sau càng ngày nó càng yếu đi. Có bạn là càng ngày nó càng mạnh, mà còn nếu một chất tướng rồi, nếu chất tướng thấp một xíu rồi, không thể nào mà trụ nổi đâu. Cho nên là anh em cứ từ từ thôi, không cần phải vội vàng. Nice. Còn mình riêng mình bây giờ thì mình có con NL này đi phó bản, mình vèo vèo anh em, khá là ngon. Không biết khi nào mới bị dừng chân thôi, nhưng mà hiện tại thì đi rất là thơm ngon và đi rất là vèo vèo. Đấy, đi rất là ngon luôn em, nói chung là hầu như là không thua luôn ấy, đi rất là khỏe. Lại con bác sĩ à, bác sĩ đâu ra lắm gì không biết. Mình sẽ dỗ tụi nó lại cho một đám, dùng một combo luôn đi cho nó khỏe. Đây. Đấy. Tụ tụ lại một lần đánh cho nó sướng. Nice. Rồi, một map cuối cùng nha anh em. Game này thì nói chung là lưu lượng nó cũng không nhiều lắm, một cái 8 thôi anh em, tầm một cái 8. Về xong giải nén ra các kiểu nữa, nói chung là tầm 3GB, chắc là 3GB. Nếu anh em để trống trên điện thoại để trống tầm mình nghĩ chắc là để trống tầm 4 đến 5GB là ok đấy, là chơi rất là ok luôn. Anh em để trống nói chung là thoải mái xíu thì ok. Lưu lượng của nó thì một cái 8, giải nén thêm GB nữa coi như là 2GB 8, 3GB đấy, anh em để là khoảng 4GB là chắc là được rồi, 4GB chơi được. Còn nếu mà 5GB thì thoải mái luôn. Ví dụ đang chơi thì nó phát sinh ra những cái tệp rác thì chung mình nó cũng có chỗ để lưu trữ lại. Chứ điện thoại càng ít lưu lượng dần càng nó sẽ càng nặng và rất là xảy ra những cái nguy cơ dạ lắc các kiểu, rất là khó chịu anh em. Chơi game mấy cái game này đang hay mà cứ lắc là khó chịu lắm. Ê, đánh với Mr. 3 à. Ồ, mới vô gặp nó luôn nè. Chơi luôn chứ sợ gì. Chơi luôn chứ sợ gì anh em. Ui giời ơi, bạn tôi. Bạn tôi hơi liều. Rồi, như vậy là mình bị dính tuyệt chiêu đông đặc của nó rồi. Khá là bố láo nhờ. Tăng Mr. 3 này khá là bố láo đấy. Ngu. Bị giật cho nó chết nha con. Dám dùng sáp nến để hành hạ mình à, hơi liều đấy. Tính ra cái map này đẹp ghê anh em, mấy cái rừng cây nè. Trước mình nhớ hình như là mình gặp mấy con khủng long nữa thì phải. Tiếc là khủng long mình gặp có hai loại thôi, khủng long cổ dài hay là khủng long ba sừng á. Nếu gặp nhiều loại khủng long nữa thì rất là ok luôn. Mình khá là thích khủng long. Gặp càng nhiều khủng long mình càng thích luôn ấy. Thế giới khủng long là cực kỳ phong phú đa dạng luôn anh em. Rồi, mình đã có nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành được cái này, cái event này hiện tại còn một ngày kết thúc rồi nè. Cho nên là làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu thôi, cũng không. Ui, cái này điều kiện cần cấp 30 lận mà mình còn chưa lên cấp 29 nữa. Ý, cấp của mình vừa đạt thêm cái gì kìa. Wow, quá trời cấp luôn. Khá thơm ngon. Còn gì nữa không? Ở đây thì có nhiệm vụ nè. Đó. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta nha. Giờ chúng ta sẽ đi chiến. Á chà, như vậy là chúng ta sẽ lượn quanh cái vùng đất này, không biết là đến cái map nào đây. Ra khơi luôn. Giăng bươm ra khơi đi em ơi. Đi công em trên cơn mưa đầy ngầm lối leo leo leo. Ủa cái gì đây, sao Mr. 2 lại bị thê thảm thế này. Ui ôi, mới mặc thê thảm xong giờ mặc lại vui vẻ trở lại. Ui
vai thanh niên cải trang tốt chứ. Ô đây là chương 11 Alabasta anh em ơi, có vẻ là tới Alabasta rồi. Ngon lành thiệt. Rồi, nhiệm vụ hoàn thành. Ô cái gì đây? Chúng ta nhận được con vịt thì phải. Wow, vô xem liền anh em. Con vịt này là vịt của VV đúng không? Đây con vịt này anh em. Đấy, nói chung là hai vịt này là sao ta không sử dụng được nè. Hình như là phải có tướng VV mới có là mới thể chơi được sao anh em ơi. Đấy, cái này có VV cởi nè. Cái này là sao nhỉ? Cũng không hiểu lắm. Thực sự là không hiểu lắm. Rồi, tiếp tục dăng bừa ra khơi và đi chinh phục map mới nha. Như vậy là mình gặp gỡ chiếc thuyền của Mr. 2 nè. Chiếc thuyền Thiên Nga và chiếc thuyền của Mr. 2 nè anh em. Rồi, cuộc nói chuyện diễn ra. Và có ông này nữa. Ôi sau đó thì bỏ đi mất tiêu. Chán thiệt chứ. Usopp đang nổi cơn điên lên vì tại sao thanh niên nó lại vô lễ như vậy. Không nói chuyện đàng hoàng mà lại bỏ đi như thế là không được. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo. Như vậy là mình đã tới map Alabasta nè. Map này chính là Alabasta. Boss là Sếp Crocodile Mr. Zero nha anh em. Ui, what the hell, cái gì vậy? Mình vừa thấy có con lạc đà rồi phải. Ui, cái map này nhìn cổ kính quá nha. Đây là Spy Bin, nghĩa là bán cái gì đây không biết nữa. Ui, lại gặp Smoker, what the hell. Chạy lẹ. Ui dồi, thằng này dí theo. Đáng lòng thiệt chứ. Đúng là số đen luôn, đi đâu cũng gặp Smoker được hết. Rồi. Rồi, như là tiếp tục là bị bọn hải quân đuổi nè. Ui, bị Smoker chặn đầu rồi, toang rồi. Ý, hình như này được gặp A này đúng không? Ui, như vậy là A đã xuất hiện và trợ giúp em trai của mình. Quá là ngon. Ok, mình sẽ làm theo kịch bản luôn. Chơi ai luôn nha cho nó ngầu. Đi cùng em xin cơn mưa đầy ngập lơi. Lơi 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 lơi. Nice. Đoạn này là ai đưa cho Luffy cái thẻ sinh mệnh của mình nè anh em. Đấy. Cho nên là về sau thì lúc mà ai gặp nguy hiểm là có thể biết được. Ủa, mình đâu cần lựa chọn đâu. Cái này là ai là nhân vật tự động do AD, do game nó tự thiết lập cho chúng ta nè. Ta sẽ chơi ai nha. Wow, nhưng mà ai này không có R ta. Ai này hơi cùi cái là nó không có R. Hơi chán nha anh em. Ui, ông nội này ông mạnh dữ đấy. Phải đánh tầm xa đi ha. Ui, ai rồi, ai của tôi. Mù mắt tôi rồi. Rồi bây giờ còn mình thanh niên này thôi anh em. Thanh niên này ghê quá anh em. Tóc tóc thôi. Rồi thanh niên này chết chắc rồi đó. Úi trời, bắn cái gì thế này. Wow, ở đâu ra lòi thêm được vậy. Rồi chơi số 4 luôn đây. Giết cái thanh niên này trước anh em. Thanh niên này lì đòn hơn nè. Thanh niên này lì đòn nè. Lì đòn với chúng tôi. Ủa đâu rồi. Lì đòn với chúng tôi. Đấy, ăn số 6 nè. Rồi như vậy Smoker đã đến. Lái xì bò cực gắt. Rồi chúng ta sẽ đối đầu với Smoker nha. Này thì Smoker. Ủa chết mẹ đây. Lao nè, lao. Ui dồi, bị nó hút đau quá anh em ơi. Chạy. Ui, có chiêu V rồi nè. Ui, cú đấm khói à. Này thì cú đấm khói. Này thì khói với chúng tôi. Khói với chúng tôi. Chỉ cần hạ Smoker là bọn kia sẽ đi theo thôi. Ngon lạnh. Như vậy là ai đã cứu Luffy thành công nha anh em. Và trợ giúp Luffy thành công. Tuy nhiên thì cái nón vẫn không cháy. Mình vẫn đang thắc mắc cái vấn đề này. Tại sao cái ngón tay lửa thì mà không cháy cái nón nha. Nón được làm bằng kim loại gì thế. Được làm bằng cái nguyên liệu và kim loại gì mà ghê thế nhỉ. Rồi nhiệm vụ đã hoàn thành. Và mình nhận được thẻ con này nữa. Này là thẻ bóp nát của Akam anh em à. Khá là nhiều cái thẻ này luôn. Không biết có tác dụng gì. Quả cầu này thì mình hiện tại có 3 đồng xu vàng. Nên mình sẽ tích lên 5 xu vàng rồi mình sẽ quay nha. Rồi ok. Tiếp tục nhiệm vụ nha. Như vậy là đoạn này thì Ai và Luffy tái ngộ nhau anh em, hội ngộ nhau. Khá là cảm động luôn. Nhưng mà thật sự thì cũng không có gì cảm động lắm. Nói chuyện qua lại thôi. Nhưng mà mình nhớ là Ai là như ở cái map này lúc mà đưa thẻ sinh mệnh là mặc đồ khác nha anh em. Mặc cái đồ ở Alabasta, cái đồ gì khá là nóng nực. Nhìn đồ Ai mặc lúc đó khá là nóng nực luôn. Mình sẽ bỏ qua đoạn nói chuyện này đi. Nói chung là hai anh em tấu hài với nhau thôi. Cũng không có gì đặc biệt lắm. Hai anh em nói chung là tấu hài với nhau thôi anh em. Nói chuyện kiểu
lâu ngày không gặp, khỏe không các thứ, thế này thế nọ, thế đó đó đó, ok. Và cuối cùng thì ai phải đai thôi em à, khá buồn trong một cuộc tình. Tuy nhiên thì bạn test này chắc là không không có làm với cái map Marineford đó nổi đâu, mà nghĩ là hình như là nó không làm tới đó, hình như từ tới hết cái map của Crocodile này là hết rồi sao ấy. Sao em, sao em điện giật TT chết, từ từ mở cửa ra chưa, chưa mở cửa luôn hả, điện giật TT chết từ từ nè, điện giật TT này con. Mình khá là thích chiêu con rồng điện nha anh em, mình khá là ấn tượng với chiêu đó luôn ấy, khá là đẹp. Này nice, sờ mở cửa ra. Ô mình đâu rồi, ô mở đây nè, ô thì rốt cuộc mình phải đi đâu. À có dấu chân nè anh em, có dấu chân nè. Ui map này map mới à anh em, map mới, map này mới chơi lần đầu, quá ngon. Né liền anh em, né skill liền chứ dễ gì mà trúng mình được, dễ gì mà trúng anh được em. Điện giật TT chết từ từ, điện giật TT, điện giật TT, nice. Wow, NL và đến map Alabasta anh em. Liệu trong anime có kịch bản này không? Nếu mà có kịch bản này chắc là hơi vui á. NL sẽ càng quét nguyên cái map Alabasta này luôn ấy. Ta là chúa trời mà anh em, người ta là chúa trời mà, ta tới sa mạc người ta phải càng quét sa mạc thôi. Rồi mình đã tiếp tục được thẻ quả cam này nữa. Rồi thấy được rồi hen, clip cũng khá dài rồi cho nên thôi giống mình sẽ kết thúc clip tại đây. Cảm ơn em đã theo dõi clip của mình, nhớ like video, subscribe để kênh đầy đủ ủng hộ cho mình nha. Clip sau chắc là mình sẽ lên 29 á. Giờ hiện tại đã gần gần 29 rồi nè. Rồi, game One Piece Blue Line, bạn nào có hứng thú thì có thể đợi bản chính thức ra nha. Hiện tại chỉ là bản test thôi. Và server thì như là server đầy rồi, giới hạn như là 2000 bản test. Tuy nhiên thì như tại bên phiên bản TikTok thì vẫn chơi được, nhưng mà bây giờ thì dù là phiên bản test chắc là kết thúc rồi. Cho nên là những anh em nào muốn chơi thì đợi bản chính thức nhé. Bye bye anh em, chúc một ngày vui vẻ và nhớ like video, subscribe để kênh để hỗ trợ mình nha.